Anh nghĩ gì về việc khi mà báo đài người ta đưa các thông tin về vấn đề loạn luân rồi giả sư trục lợi rồi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi dâm ô hiếp dâm xảy ra trong thiền am là một đống các hành vi liên quan đến đạo đức suy đồi ở trong thiền am. Thì anh là một luật sư thì anh nghe được những thông tin đó từ phía cơ quan báo đài, cơ quan chức năng, thì anh có cái nhận xét và cái suy nghĩ như thế nào? Thực ra thì công ty luật Gonki đấy và cá nhân mình và các luật sư tại công ty rằng là khi nhận cái việc mà cố ý gây thương tích và xâm phạm trội trái phép và hủy hoại tài sản xảy ra thì thời điểm đó rằng là các luật sư tập trung vào cái sự việc đó, cái người ký hợp đồng đã nhờ bảo vệ cái việc đó. Thì thực ra thời điểm đó là mình cũng chưa nắm được những cái sự việc như thế này, nhưng mà sau đó thì mình có biết và các luật sư tại Gonki có biết cái thông tin rằng là báo chí cho rằng là giả sư này là loạn luân và rất nhiều người cũng lấy cái thông tin đó để có nghĩa kiểu giống như tạo áp lực cho những cái người luật sư. Mình biết rằng là họ cũng đã dùng những cái lời lẽ không hay dành cho những người đang sống tại cái căn bà Cao Thu Cúc đấy. Thì với quan điểm của mình nhé, về nguyên tắc thì mình sẽ không có bình luận và không có ý kiến liên quan đến cái việc mà công ty không đảm nhận, nhưng mà liên quan và nhân tiền là gian hỏi, và mình nghĩ rằng là cũng có lẽ là cũng sẽ rất nhiều người thắc mắc và muốn biết chính thức cái câu trả lời của mình với cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình. Thì hôm nay mình cũng nói luôn và hy vọng rằng là cái câu trả lời và cái quan điểm của mình ở đây chỉ là ý kiến cá nhân, và dù có đồng ý hay không đồng ý thì chúng ta cũng cứ thoải mái với nhau và dành một cái sự tôn trọng ở đấy. Với bản thân mình làm luật sư thì cùng chơi, cùng hợp tác, cùng trao đổi với các anh chị em báo chí, các đài truyền hình. Mình đã trực tiếp phỏng vấn ngay cả các đài truyền hình như ở miền Tây thì mình cũng đã phỏng vấn rồi. Truyền hình Vĩnh Long là một trong những đài truyền hình rất lớn, rồi VTV hay là đài truyền hình Hà Nội, rồi HTV và hầu như các kênh truyền thông là lớn thì mình đã phỏng vấn, và ngay cả chính bản thân mình cũng đã từng đảm nhận các cái vụ việc phức tạp liên quan đến, mặc dù rằng là hợp tác trân trọng với các anh chị em báo chí, nhưng mà có những sự việc mà các nhà báo mà đưa không thông tin không sai 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 sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm cá nhân, thì mặc dù cái những cái người làm báo chí đó mà mình thấy không đúng thì công ty vẫn đảm nhận để bảo vệ. Thì ở đây rằng là quay trở ngược lại cái câu chuyện và cái thông tin trên chỗ các đài truyền hình và báo chí cho rằng là có cái việc loạn luân, thì quan điểm của mình á, đó là cái thông tin mà báo chí họ dựa vào cái tài liệu họ thu thập được, và đó không phải là một cái mà đúng, khẳng định đúng hay có giá trị pháp lý chứng cứ để chứng minh một cái vụ án hay một cái sự thật nào đó. Đó là một cái vấn đề mà thực sự rằng là có thể rất nhiều người hiểu nhầm và đem cái điều đó ra để quy kết cho bất kỳ một cái cá nhân nào đó, thì tôi cho rằng là thứ nhất về mặt góc độ pháp lý là không có chuẩn, thứ hai nữa rằng là về mặt đạo đức, về mặt đạo lý, xét ở một góc độ nào đó, nếu như cái thông tin đó mà không chính xác thì chúng ta đã vô tình cầm cái lưỡi dao và giết chết cái uy tín, cái danh dự của những cái con người mà chúng ta đã suy xét. Thứ hai nữa, mình có một quan điểm như thế này, đứng ở góc độ xét về một cái góc độ mà người làm luật sư và đã đảm nhận các cái vụ án, vụ việc từ đơn giản đến phức tạp đã trải qua đấy, thì ra mình cũng phải là luật sư gọi là giỏi hay là gì đâu. So với các cái đa cái đề của giới luật sư Việt Nam thì mình cũng thấy rằng là mình cũng cần phải học hỏi, cần phải đúc rút tích lũy cái kinh nghiệm thêm để có thể là giúp tốt hơn cho thân chủ. Thì nếu như mà cái ý kiến cho rằng là những cái người đó có cái dấu hiệu loạn luân hoặc là cái việc vi phạm pháp luật như thế, thì mình cho rằng nếu như đúng
thì đó là một cái việc mà đặc biệt nghiêm trọng và phải trừng trị và xử lý ngay. Đúng, nếu chính có xác. Dạ. Nhưng mà chúng ta cũng phải, nếu chúng ta khách quan ấy, chúng ta có thể thể đánh giá này, ồ tại sao báo đài đưa cái thông tin lên như thế, và chính quyền cơ quan điều tra của công an tỉnh Long An nếu như có đầy đủ như thế thì đây là một cái tội mà không cần phải cái sự tố cáo của người bị hại, mà cái tội này chỉ cần phát hiện nó có căn cứ thì chắc chắn sẽ phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can để tiến hành điều tra và truy tố ra trước tòa án để xét xử ngay. Yeah. Và như chúng ta đã thấy rằng là cái thông tin này đã đưa lên rất nhiều, và ngay cả cái đài truyền hình mà mình nhớ rằng là đài truyền hình hình như An Ninh Việt Lâm hay là sau này có cả ngay cả đài truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh phát lại đấy, thì đến hiện nay thì cái thông tin đó cũng chỉ là cái thông tin trên báo chí, cái đó là để chúng ta nhìn nhận. Còn về đánh giá có sự thực hay không, có đúng hay không, thì tôi cho rằng với cái cơ sở đó hoàn toàn chứ có một cái căn cứ nào đó mà chúng ta có thể quy kết. Còn tôi vẫn khẳng định lại là nếu như có cái việc đó ha, thì cho dù bất cứ ai, và tôi nghĩ rằng là những người có yêu mến hay những người không yêu mến, những cái con người mà đang sống trong nhà của bà Cao Thị Cúc đấy, họ cũng sẽ phản đối và họ sẽ kịch liệt đề nghị pháp luật trừng trị. Nhưng mà phải hiểu rằng là khi chúng ta quy kết hay chúng ta đánh giá hay chúng ta nhận xét hay chúng ta đặc biệt chúng ta dùng một cái lời nào, lời nói nào đó, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bởi vì khi chúng ta nói ra cái điều đúng, điều hay thì không sao, nhưng mà nếu như chúng ta nói những cái điều không tốt, chưa chuẩn, đặc biệt là những cái lời lẽ mà tôi cho rằng là nặng nề, mà sau này mà không đúng như thế thì chúng ta rút lại không được, và vô tình chúng ta đã tạo ra, tôi dùng một cái từ rằng là tạo ra một cái sự oán nghiệt cho những cái con người mà chúng ta đã nói, dù vô tình hay cố ý. Thì trong phạm vi cái câu hỏi của Giang thì mình cũng xin chia sẻ đôi lời cái quan điểm như thế thôi. Dạ, cảm ơn anh với câu hỏi này. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, anh nhận được cái văn bản của công an huyện Đức Hòa trả lời rằng là các hành vi của ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai thì là không có dấu hiệu tội phạm, không có đủ cơ sở để xử lý. Thì khi anh nhận được cái đơn đó, anh có cảm thấy nản lòng hay là cái cảm xúc mình lúc đó là như thế nào? Mình thì mình cảm thấy rằng là nản lòng thì không bao giờ, thú thực là không bao giờ nản lòng, nhưng mà mình thấy dùng một cái từ gì để cho nó chuẩn nhỉ, là thấy hơi khó hiểu. Dạ. Hiểu bởi vì với các cái chứng cứ tài liệu như thế thì nó đã đầy đủ rồi, nó đầy đủ, nó đã chắc chắn nó đầy đủ, dù bất mình đã phân tích biện hộ bảo vệ tại tòa và trong các văn bản mình đã phân tích đầy đủ. Và như chúng, nếu như mà Giang và mọi người có thấy thì mình có chụp một cái hình đứng ở công an Đức Hòa đấy. Yeah. Sau khi mình nhận cái văn bản đó và trong cái buổi làm việc ở công an huyện Đức Hòa, và mình đã làm việc với một điều tra viên khác nha. Yeah. Điều tra viên khác chứ không phải là điều tra viên đã từng điều tra cái vụ án đó và cho rằng là không có đủ cái dấu hiệu, thì mình đã phân tích, mình đã chứng minh cả góc độ luật pháp và căn cứ pháp lý và chiếu cái video cho họ xem và phân tích cái dấu hiệu của tội xâm phạm trộm trái phép là ở điểm nào. Và điều tra viên mới đó họ đã có những cái quan điểm mà mình nếu như mọi người quay lại cái như Giang nói mùng 7 tháng 12 mình nói rằng là hết sức vui mừng, thì hiểu rằng là cái ý kiến của luật sư đã được ghi nhận. Còn phải hiểu như thế này, có những vụ án là ngay cả chính trong nội bộ của cơ quan điều tra hay viện kiểm sát họ có những cái quan điểm trái ngược nhau. Yeah. Hoặc là có những trường hợp có thể vì một cái dấu hiệu tiêu cực nào đó thì có thể có những xảy ra những cái trường hợp như vậy. Thì ở đấy là mặc dù rằng là ví dụ cơ quan điều tra họ có thể trả lời như vậy, nhưng mà sau này ví dụ như ra tòa án
Hồ Văn Tạo lại và cho thấy đầy đủ căn cứ pháp lý và những điều tra viên khác thụ lý, họ chứng minh rằng là nếu như không khởi tố, không tiến hành mà điều tra các cái hành vi như thế thì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm thì chắc chắn họ cũng phải xem xét lại. Nhưng mà chính cái văn bản đó đã khiến cho cái niềm tin ấy, những người luật sư thì bình thường lắm, những người luật sư là bình thường bởi vì là trải qua rất nhiều vụ án lớn nhỏ rồi thì nhiều khi nhận một cái văn bản của cơ quan điều tra là đôi lúc buồn cười hoặc là đôi lúc bất ngờ. Đó chỉ là một cái lý do thôi đúng không, cái lý do để mình làm cái là đạp tiếp theo cho những cái kiến nghị tiếp theo đúng không? Bởi vì rằng là chúng ta vụ án chúng ta phải đi từng bước từng bước. Dạ. Chúng ta có những vụ án nó kéo dài vài năm. Dạ. Bản thân mình đang giải quyết một cái vụ án mà đến hiện tại bây giờ là 20 năm, và nên nhớ rằng là cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhé đã có quyết định ha, yêu cầu các chính quyền tại thành phố Cần Thơ phải xử lý rốt ráo. Có nghĩa là đây là văn bản của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao chỉ đạo 2 lần, nhưng mà hiện tại bây giờ vụ án đó nó vẫn cứ vòng vòng không có nói khác. Trả lời cho cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là hỏi là tại sao là đến bây giờ vụ án chưa đưa ra xét xử sao mà lâu vậy, thì cái này là một cái thắc mắc, cái lo lắng của nhiều người. Mình hiểu cái tâm lý họ muốn biết được cái kết quả, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng luật pháp quy định một, nhưng mà thực tế nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta không hiểu được đâu. Và chỉ có chúng tôi, những cái người làm nghề luật sư, chúng tôi dấn thân vào từng cái vụ việc thì mới biết lý do vì sao. Do đó phải nhận nài, phải bình tĩnh, từng bước quan sát và theo dõi, đừng có quá vội vàng, đừng có quá lo lắng cái việc đó. Bởi vì chắc chắn vụ án phải được đưa ra xét xử và hành vi nào có dấu hiệu tội phạm phải xử lý, còn xử lý như thế nào thì chúng ta phải đợi kết quả. Và luật sư trong phạm vi chia sẻ ở góc độ với dư luận thì bản thân mình ấy, mình chỉ chia sẻ ở một cái 10 điểm thì mình chỉ chia sẻ một điểm thôi, đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Yeah. Được chia sẻ hết. Với thứ hai nữa là mình cũng không có trách nhiệm chia sẻ hay là phải giải đáp tất cả các cái câu hỏi của dư luận. Cho dù nhé, xin lỗi, nếu như ai có trách hay ai có trách mắng hay ai chưa hài lòng thì mình cũng nói thẳng là cho dù những ý kiến có yêu mến mình đi chăng nữa. Yeah. Thì cái quyền lời tối đa nhất là ở đây là thân chủ. Yeah. Luật sư có trách nhiệm phải chia sẻ. Ngay cả thân chủ có những cái phương án nó đến một cái sự gai cấn và giữa cái lằn ranh sự sống và cái chết thì luật sư cũng không có tiết lộ thân chủ ngay tại thời điểm đó. Bởi vì tạo ra một cái tâm lý lo lắng cho thân chủ, nó vỡ cả một cái kế hoạch, nó vỡ cả một cái kết quả. Do đó là mọi người hiểu được cái tính chất, cái mức độ của từng vụ việc mà luật sư đã nhận.